Ý. Dễ ăn chưa trời. Hên nè, hên này. Này hai nay hai anh em buồn đi ban đêm đi săn chuột anh em. Mà lưng bắt được con hổ hành rồi. Cũng này con đầu tiên cũng nhỏ anh em ơi. Lưng chụp chứ gặp mình không dám chụp đâu anh em. Vô bị. Trong bị đi. Cái này hôm qua lưng cũng trước bắt ha. Hổ hành, hổ nghĩa. Hai anh em đi săn. Đi kiếm con này con kia. Chứ không gà lâu quá hai anh em cũng không đi săn. Dài bữa đi trời mưa nó đi sâu chút nữa. Mới vô là gặp con ngắn anh em. Hên. Rồi, trong lúc đi săn này bơi một vòng, hai anh em bơi một vòng. Có gì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Xem. Ồ, nó nằm trên cái cục lá thấy chưa? Đó. Đã vậy. Đã quá trời. Ok. Cho mình định thảo lá cho lưng lên bắt. Rồi lên đi, anh đạp thảo lá rồi. Có đã anh em ơi, kìa nó nằm rồi. Anh em sẽ lưng nó lại hốt rồi nó còn bắt à. Lưng bắt gắn hay lắm anh em. Nghề nghiệp mà kiếm cơ của lưng đó. Trứng không ạ? Ôi ôi. Đem đây bỏ vô. Lên chụp con băng. Ồ cũng vừa, con này cũng vừa. Ngọt không, cái này là ok, ngọt dữ lắm luôn á. Hiền quá. Trứng không, cái bụng nó bự này nè, là cái khúc này nè, cái khúc ở chỗ này nè. Trứng này còn trứng non nữa. Chưa bự mà, nó bự nữa là cái bụng nó trong ban rồi. Quá đã im. Hàm xả là ba cháy. Dễ thấy, gọi đèn như thế thấy. Đó, một em. Chạy cái này. Sao không thọt cái tay vô luôn. Có còn con giấy kìa. Cộng lại hai anh em đi tiếp. Lưng hay lắm à. Lưng bắn được con nè. Tại con mình không dám mở đèn quay trước. Một con. Bắn ná là xưa rồi anh em. Chơi bắn chĩa. Mình không có dám quay. Quay ra sáng quá nó sẽ bay. Rồi tiếp tục anh em ơi. À, trên đó con cò đây nè. Chỗ lưng rồi nha. Rồi đây, máy mình để mình bắn xong cái mình quay thành quả cho anh em xem. Rớt nè anh em. Tại vì ban đêm mình quay cái camera thì nó sẽ không có thấy đường. Mình sẽ quay bằng cái điện thoại.
cho nên mình bỏ máy xuống mình mới bắn được. Nhớ kín tàu lá, đừng đăng kiểu. Giữa tâm không? Đầu lưng, đầu lưng. À, thấy rồi, thấy, thấy rồi. Rồi để mình hạ nó nữa anh em ơi. Nó anh em, nó. Cái này im nè. Thấy nguyên con luôn, em đang quay. Ở đây cái điện thoại nó vô cái khung hình luôn rồi nè. Bắn đi. Xiên lá luôn. Đó. Gớt nha anh em. Nổ quá quê. Đây, mình sẽ quay cho anh em xem. Bắn đêm nha anh em, bắn thầm, bắn đêm nha. Mình bắn hình không có gọi đèn đâu. Con nãy thì mình bắn, mình không có đưa lưng quay. Rồi, tiếp tục lưng quéo xuống. Đi trải nghiệm bắn cầu đêm đã. Sướng tay. Không sợ nó bay anh em. Nói chung thì nhiều lúc là chuyền máy qua lại nó, cái máy nó hơi lắc anh em cũng thông cảm nha. Rồi nó dính đây. Đây quả được một em nữa. Oh yeah yeah. Mình sẽ đổi đèn mình bắn. Bắn đây là con này dưới đây. Nó đó, vô ngay đó đó. Nó làm gì đó kìa anh em. Trời xuống chỉ chắc cú. Để luôn hả gì? Nè. Nè, lên cầm máy nè. Nó đứng kìa. Gục. Sớm rồi, sớm rồi. Gút mèo, sớm rồi. Bồi nữa. Đó, ăn trên rồi. Đục rồi anh. Chết rồi. Nó đi xuống á. Ờ. Đó. Rồi xong. Rồi. Nhóc còn đây. Quăng đã luôn. Bịch một em. Bắp. Lụm con kia lên thấy ra 5 5 con bắp báo cáo liền cho anh em đến không. 5 con. Ê. Con đó. Chích gà. À. Chích kìa anh em ơi. Chằng nghịch đi ốc cao luôn. Ok ok ok. Đã. Ờ liên tục luôn anh em ơi, nhiều lắm. Đây con nè, lực bắn chĩa, mình bắn té đây, lực bắn chĩa cho chắc. Sao con đó bắn chĩa không được, tới không? Ừ, con đó bắn chĩa hiểm á. Đúng rồi. Đây. Còn sống. Cháu dò lại. Sao mà nó không dở cái hộp đó, mình bỏ vô trong đó. Đã gì trời. Này thì trải nghiệm sang đêm thì sướng luôn á. Ta nói ghiền bắn mà bắn cái này là sướng luôn. Nhiều lúc mà hai anh em chuyển máy qua lại nó hơi lắc anh em cũng thông cảm nha. Để bắn đêm mà mình không có đội camera được anh em ơi. Nếu mà camera mà Google mà nó quay được bắn đêm là bảo đảm luôn, ok luôn á. Đây, vô bịch. Đây, trong này nè, một con nè anh em. À, đây là ở trên này nằm rồi. Một, hai con, đứa con nằm. Bốn con rồi đó. Để Linh bắn chĩa con này.
dừng bắn ná và bắn chĩa nha anh em, đừng vỏ lãi nha. Đúng rồi, ngồi trên chiếc vỏ lãi nha anh em, chiếc vỏ lãi huyền thoại ạ. Một lần thiết kế cái mẫu ná, hỏi lưng thiết kế mẫu ná là chiếc vỏ lãi rồi, chừng nào ra cái mẫu ná vỏ lãi đi bắn trải nghiệm thử. Quả cò nhóc mình đã thì đi săn này một đêm có hai anh em hữu hỷ đây, anh em chờ xem đây, pha xử lý còn bắn dưới xiên lên luôn nè anh em. Khuất, hơi khuất cái tàu lá nha anh em, đừng bắn hơi khuất nè. Đó, bắn gì không dục. Kê sát con chim luôn mà bắn không trúng dục luôn ý. Con gì vậy? Chăn nghịch hả? Ồ, chăn nghịch anh em ơi. Ồ, nó mới uống nụ. Nè, 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 lưng đưa cho anh em coi nè. Ôi ôi, trời ơi, bảo hàng cho anh em. Khỏi, đặt đăng luôn, ok, rồi tiếp tục. Báo bằng video nó thực tế nó mới VIP chứ. Anh em xem đi. Anh... Ok, anh em mới ghiền, anh em mới ghiền. 5 con báo hàng 5 con à nghe. Mỗi mình lên tưởng xuống đây là đi săn đêm mà ok lắm. Nè anh em ơi, hai con. Thửng. Nằm đâu? Anh chưa thấy đó, lưng ơi. À, anh thấy rồi. Anh thấy rồi. Nè. Rồi, ok, đừng quay nha. Hai con nó đậu một chỗ nha anh em. Nó. À, cái con trong. Bắn con ngoài trước đi. Con ngoài trước con. Ừ. Chứ con trong thấy chứ bắn trước con hơn á. Con ngoài nó mới không bay chứ. Trời trời. Nó lép xẹp nè. Quay ngang rồi đó. Một con. Thôi. Con. Cái đó là con vạc. Nè. Anh không điều chỉnh ấy lại hả? Đó. Nó quay ngang luôn, dễ bắn rồi đó. Anh bị sụn đá. Ở dưới sụn hơi khó anh em ơi. Ok. Rồi, gục luôn. Đến vô lụm anh em ơi. Bị khuất trong lá, cái xuồng này nó phải lắc rồi. Nó quay nó lép xẹp mà. Quay ngang thì dễ bắn hơn. Một em bấm. Đội cái đèn pin ngược lấy đách gì chỉnh mà cho nó ngay cái tay đặng thấy cái rùi. Bắn rùi bắn quân đêm mà. Lúc rồi, hôm nay lúc rồi. Trời ơi, đợt này qua đây là quyết định đi săn đêm mà. Ý, nó biết lội luôn rồi má nội ơi. Ê, lội hả? À. Không cần hay cực được đó. Hai con à. Hai con ơi. Đây nè anh em, từ từ gặp gì đấy, anh em thấy cái gì không, cái gọi đèn lên cho anh em thấy. Một con cò, đây là pha xử lý của lưng nha, lưng bắn nha anh em. Té lụm
Ờ, nuốt nước miếng rồi, chép miệng rồi. Rồi xong. Con dậy đó. Con nữa anh em ơi. Quá đã luôn, chút xíu à. Đám con rồi. Đó, rồi khỏi khiêu. Tự lăn xuống luôn. Đi săn đêm vậy là sướng tài. Đợt này là bỏ công qua đây là không uổng công luôn. Ôi con này bự mà. Ôi ôi nó mà. Con cò đỏ khác, con cò lép nó khác. Sợ đúng. Sĩ. Con cò đỏ nè, cái mập dữ lắm mập. Ok, rồi tiếp tục anh em ơi. Thấy mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Đây nè, đây một con nữa nha anh em. Lưng là bắn chĩa nha anh em. Lụm. Mình mới ấy sống được chứ. Quá dễ ăn anh em ơi. Ok ok. Rồi đây coi nha. Tiếp tục. Từng bắn chĩa đỉnh lắm á. Ừ. Đó, đưa vô khác bên mà bắn hụt nữa thôi dục. Đây anh em nữa nha anh em. Lần mới bắn. Lò mời bấm thổi. Một em nữa. Tiếp tục tiếp tục. Tấm. Không kịp quay được nó quá lẹ anh em. Lưng nó cũng đẹp hết á. Lưng lưng con nó lưng. Lưng 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 lưng. Đây 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 đây. Đây đây. Ờ, anh xử lưng nó đi. Vô súng, vô súng. Trời ơi nó mập lưng ơi lưng. Biết rồi. Kìa, đưa cái bụng ra lưng. Mình không có dám gọi ngay nó anh em. Rồi xuống rồi xuống dưới này nè. Đó, nó kêu đó. Một chỗ ba em luôn trời ơi. Đã. Hai ba con là sàn đầu. Một con ghê bự mập đèn em ơi. Để lên xử lý nữa. Mình quay chỗ khác. Còn một con nữa. Kìa nó nằm trên đó kìa anh em. Bị dính mũi chĩa nằm trên đó rồi. Rung rung tàu lá rồi nó rớt rồi. Một chỗ ba em. À, cây đó. Chà bá luôn. Tiếp tục nè. Đi sang biển sướng lắm nè. Nguyên đám lục bình nè. Đó dạt đây nè. Út quá. Út lại à, sướng lắm. Rồi tiếp tục. Bự anh em ơi, hàng bự. Một con lại tiếp tục nha. Còn một con nữa anh em. Đừng đừng dù đạn. Mới là cái xẹt. Đó đó, nhiếp. Mày chạy đâu? Thập thọ. Lo cũng chết. Ê, cây nhiều quá lưng ơi. Con này hơi nhỏ. Éo lụm.
thấy dễ ăn. Còn còn một em nữa, còn một em nữa. Mình đang du đàn. Bắn ở đây nó kêu thằng kia. Nghe thằng chuột này nó kêu. Chạy. Hình như mới thấy nhúc nhích. Chạy luôn rồi lưng ơi. Khó khó cây kia cho con chuột kia là. Đây con mì hồi cho con ăn con giùm mà. Kìa anh em ơi, mấy con này 5 con 6 con vô 1 ký gì mới hạ đựng còn nữa anh em. Mấy con này nhát quá không có quay được. Mấy con này còn lớn quay hồi ba hết trơn nè. Đường đây được nghe nè anh em cho mình nè. Tới giờ mấy con đỏ đi lưng hạ con đỏ. Cái đó bắn chỉ được mà. Từng từng té chưa. Đi động luôn nè. Lú à đó. Thấy gì lên. Ok. Lại đi. Được. Hay rồi. Con đó, con kia nãy là còn bự, nó nhát hơn con này nên đâu có quay được. Con xa mà, nó không có lại gần được. Không tiếp cận nó được. Mấy con này nó dạng hơn, cái cò đỏ này nó dạng hơn. Cò đỏ này, cò này cò cam chứ không cò đỏ. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Nè anh em, cò mở nè anh em. Trắng tư luôn. Chích nha nè, nó có một cục trắng trắng nữa ra. Rồi mất luôn. Lỗi cái te vậy. Nhưng mà nó đang nói gì đó, bắn bụp mà. Bắn cái bụp. Chà nghịch. Tắt cái bộ. Giả tay. Gì vậy? Giờ cái súng rồi.
sướng tài. Đã bắn sướng tài. Bóp. Giờ ở đây còn nhiều thứ để săn. Đâu rồi? Chim rồi. Nó đây anh em. Một con. Quá mặt anh em ơi. Thu nụ luôn. Rồi tiếp tục. Cò. Một cò em. Em. Em cò nha. Dục không? Dục không? Đưa đây. Đưa đây. Chéo cánh lại. Ok. À, được con nữa anh em. Đã chưa? Rồi tiếp tục nha. Anh em trắng. Nằm nguyên con luôn anh em. Anh đừng nói chuyện nữa. Để em quay. Để con gắn anh em. Đó, 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 đó. Lội đi đâu kẹp ha. Đó anh em. Không bự. Ok ok. Ban đêm là nó khó bắt cho em đó. Tiếp tục. Rồi hầm đu đủ ngồi cạp một cái cho nó xíu. Nó ngọt ngay. Sáng sáng đêm hai ngày ra hầm. Sớm giờ mấy. Sớm giờ mấy anh em mình nè. Hai anh em nè. Đây. Chuột được mới nữa nha anh em. Đó. Mình quay xa xa chứ mình quay gần gần cái nó có đá bào anh em. Coi vô nó kỳ lắm. Đây. Vô mánh nè. Này, hai anh em vô mánh. Đây, bỏ vô rồi tiếp tục. Bị bếp trên đó kìa anh em. Lửa ức không? Đó, yên chưa? Đích hả? Đích là bằng liền á. Đừng để cho bắn. Ủa, cái đích hay cái ức mày? Ức mà, cái đuôi nằm trong mà, ức nè. Đâu, cái ức đây nè. Không không full thì ngồi sao ngồi móc móc ngột liền à, cái đuôi nằm bên ngoài anh vô trong bắn gà nè. Lên bờ bắn đi ông ơi. Con này bự lên. Ok đúng rồi đó. Đây nè anh em. Nguyên cái ức. Mày hả bưởi. Bụng. Trời ơi. Một viên một. Đúng rồi. Ok. Qua đá. Rồi tiếp tục. Đồ. Một cái đụng. Một cái đụng. Rồi.
rồi dính dán nhưng mà ủa giang đây hả? Trời ơi tính luôn dính dán rồi tiếp tục em xì lầm em nữa. Quéo à. Dữ quéo. Nó quấu rồi. Mày sẽ bởi một em nữa anh em. Rồi, dẹp đồ nghe anh em ơi. Khuya rồi. Ai mấy gần 3 giờ rồi, hai anh em về. Nghỉ ngơi. Bây giờ mình chạy rồi về tới nhà mình review không mua cho anh em xem nha. Giờ mình cầm tay về tới nhà anh em ơi. Đây anh em mình làm được khoảng 3 cái chuột ạ. Mà chuột lột da hết trơn rồi, đâu có cái màu sigo đã bào không mà đâu có dám quay cho anh em xem đâu. Còn mớ này nữa nè, một bịch cỏ này, cúm núm này, này nó sống, này sống rộng ha, bỏ lòng ha. Hai mấy anh em gì cánh cái sống luôn. Vậy con thôi, cho mấy nó nhỏ hơn thôi. Sống thì cũng sống mà, không sống. Về khỏi còn bỏ tủ lạnh. Nó chạy không? Chạy không gái? Nằm đây nghe. Ngoan nghe, nó đi về nhà nha. Rồi con nó đi bụi. Đây. Con này cũng đi bụi luôn. Đi bụi hết rồi nè. Ngọt thêm bồ. Chống cẳng lên trời nè. Con này chưa. Con này chưa nè. Đó. Ừ, chỗ này cũng nhiều dưới lắm. Nhóc hết trơn rồi. Rồi. Cái 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18. 18 là 17, 18 thì là 15 con cò. Hai con gì? Đi, hai con này hai. Hai con chích. Hai con chích. Chích máy. Cái con bìm bìm anh em. Còn cái trong này thì mình không có quay nên xem được tại vì nó si caro nghe nó tầm 3 kg à, 3 kg chục à. Rồi mình tới thúc video, anh em xem video có hay thì cho mình like được chia sẻ nha. Rồi hai anh em mình chào tạm biệt cả nhà.